cháu Trung và cháu Hà tìm hiểu rồi là yêu nhau và đã về báo cáo với hai gia đình, đưa chuyện xong và được hai gia đình nhất trí và cho phép. Thì hôm nay là họ nhà trai chúng tôi thành lập đoàn sắm sửa lễ vật đến để trước là kính tổ tiên, sau là tình lại họ nhà gái và các vị đại biểu có mặt tại hôm nay. Thì lễ thì thứ nhất là cái lễ đi trầu cau, tức là ăn hỏi. Cái lễ thứ hai là lễ nọc tài. Còn xin báo cáo với các vị là xin ý kiến các vị đại diện cho họ nhà gái cho ý kiến ạ. Tất cả gia đình nhà coi như họ nhà gái tôi nhất trí và coi như rất coi như chân thành cảm ơn. Sometimes wishes do come true. Now every
wanna love you like we're dreaming, and we'll never stop believing. Wanna ever have this feeling all for you. Oh, I do. Trong ít uống rượu thôi để sức khỏe. Bác cờ biết rồi ạ. Điền vào thế này. Sếp nói là Trung ấy làm với công trường là công việc cũng rất là nguy hiểm, và sếp bảo là Trung là cố gắng và chú ý an toàn. An toàn. Nhiều người hôm nay này, hôm nay hôm nay tôi dài nó để xin chúc mừng. Sếp có chúc quà chúc mừng hạnh phúc của Trung và Hà.